Tại sao khi mà chích ngừa thì cần phải tẩy dung sáng trước? Thì mình cũng xin được tư vấn cùng các bạn. Thì khi mà chích ngừa, tức là mình tác động một cái vật lạ vào, gọi là kháng nguyên, để cho cơ thể của nó sinh kháng thể, thì cơ thể của nó cần khỏe mạnh nhất để mà tạo ra miễn dịch tốt nhất. Thì lúc đó mình cần phải tẩy dung trước một tuần để đảm bảo sạch dung sáng và đủ cái sức khỏe đó để mà đáp ứng sinh ra kháng thể chống chịu lại bệnh. Chính vì thế mà người ta khuyên các bạn nên tẩy dung trước là như vậy đó. Và thêm nữa, khi mà dung sáng nhiều quá thì nó ký sinh ở trong ruột, nó dễ làm tổn thương cái đường ruột. Khi mà mình chích ngừa vào thì những cái loại thuốc ngừa nè, nó có cái thuốc ngừa Care, ngừa Bạc Bô, tức là những cái loại mà gây tiêu chảy máu á, thì nó ảnh hưởng tới đường ruột. Thì khi mà có dung sáng như vậy, hai cái nó cùng tác động rất là có hại cho bé. Cho nên là ta khuyên là tẩy dung trước một tuần rồi mới chích ngừa. Bao lâu thì mình nên tẩy dung một lần? Với những chó nhỏ thì một tháng mình bắt đầu có thể tẩy dung rồi, và sau đó khoảng 3 tuần hoặc là một tháng các bạn lặp lại một viên, cứ như vậy cho đến 5 tháng, 6 tháng. Thì qua cái giai đoạn 5 tháng, 6 tháng thì cứ mỗi 3 tháng chúng ta tẩy dung cho bé một lần. Khi mà các bạn áp dụng tẩy định kỳ như vậy thì nó sẽ an toàn cho bé với những bệnh của nội ký sinh, tức là dung sáng ở bên trong ruột, đường tiêu hóa của chó, và cũng an toàn ở trong gia đình của mình. Loại thuốc nào thì các bạn cứ theo nhà sản xuất thôi. Chúng ta đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng và cái công dụng của nó có phải là diệt được dung và sáng luôn hay không. Các bạn lưu ý, có những loại thì chỉ diệt được dung thôi, có những loại thì họ ghi diệt được sáng thôi. Chúng ta nên tìm cái loại nào mà diệt được cả dung và sáng, thì càng nhiều loại thì càng tốt, bởi vì có rất là nhiều loại dung và loại sáng ký sinh và có nhiều cái dòng đời. Do đó chúng ta chọn cái loại nào mà tối ưu nhất. Thì mình đọc cái phần mà công dụng của nó thì mình sẽ biết rất là nhiều nhà sản xuất, từ viên nhai nè, từ tiêm chích cho tới uống thuốc viên. Mình thì mình thường sử dụng thuốc viên thôi, thấy là cách đó là cách hiệu quả nhất. Chứ còn tiêm chích thì gây đau cho các bé. Trước đây mình cũng có tiêm chích cho các bé đó, nhưng mà sau này dùng thuốc viên, còn viên nhai thì mắc tiền quá. Trên màn hình là một số loại thuốc của những cái thương hiệu mà uy tín mình dùng thấy được để chia sẻ cùng với các bạn. Nếu như đang phân vân chưa biết chọn loại thuốc nào thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái dòng thương hiệu sau đây để mà sử dụng. Đây là dòng đeo cổ và những cái dạng thuốc mà có thể phun xịt ở môi trường xung quanh hoặc là phun xịt lên da lông của các bé. Với những bé mà sơ sinh á, được khoảng 3 đến 4 tuần tuổi á, thì lần đầu tiên mình nên dùng thuốc dạng nước. Hoặc là những bé mà đang bệnh mà bắt buộc phải tẩy dung á, thì chúng ta dùng cái thuốc dạng nước có thành phần là phenbendazone á, thì nó rất là an toàn cho những bé mà đang bệnh hoặc là những bé mà mới tẩy dung lần đầu. Đối với tất cả các loại thuốc mà trị ký sinh trùng á, kể cả nội ngoại ký sinh trùng, thì đều có ít nhiều tác hại đến cơ thể của động vật. Chính vì thế chúng ta sử dụng cần phải cân nhắc cái liều dùng. Thì mình phải xem cái hướng dẫn sử dụng ở trên cái sản phẩm, coi là một cái viên hoặc là một cái ml như vậy thì dùng được cho bao nhiêu ký, thì từ đó chúng ta tính liều ra với cái bé ở nhà của mình. Gấp 2 lần thì không sao, nhưng chú ý đừng có tăng liều quá gấp nhiều lần thì ảnh hưởng đến cơ thể của vật nuôi. Ví dụ như cái loại viên thuốc này thì họ dùng cho 5 đến 10 ký một viên, thì tương đương một viên thì mình tính trung bình là khoảng 7 ký, hoặc là mình tính cái mức thấp nhất là một viên cho 5 ký, thì người ta có chia sẵn cái phần trọng lượng nè. Ví dụ như chó nhà mình 2 ký thì một viên ngày 5 ký thì mình cũng không cần phải chia nhỏ quá đâu, phân nửa viên là được. Mặc dù nửa viên dùng cho 2,5 ký nhưng mà chó nhà mình 2 ký hoặc 1 ký rưỡi thì mình vẫn dùng nửa viên được. Rồi nếu mà nhỏ hơn nữa, khoảng 1 ký thì mình chia ra làm 1/4 để mình cho bé uống. Thì cái cách chia thì chúng ta có thể dùng một cái dao nhỏ để chúng ta tách chia ra. Lưu ý, khi mà mình đã 1/4 rồi mà khi chia nhỏ hơn thì các bạn cắt chia làm hai của cái 1/4 này thì rất là dễ bể, nên là chúng ta chịu khó bỏ hai phần thuốc ở phần rìa hai bên, chúng ta cắt mỗi bên một ít để giữ được hiện trạng nguyên cái viên thuốc ở cái góc đó. Mình cứ cắt nhỏ dần như vậy thôi.
chứ với những thuốc mà họ nén không có kỹ á, thì rất là dễ bể khi mà chúng ta cắt làm hai như vậy. Rồi mình cứ bỏ hai bên về thì mình sử dụng cho bé được cái phần này. Thì đặc biệt với những cái công ty dược thì khi mà họ thử cái độ an toàn họ thử gấp 5 lần. Nhưng mà khi mình sử dụng thì chỉ nên gấp 2 thôi, các bạn đừng có tăng liều nhiều quá. Mình phải cân kỹ trọng lượng của bé để mình sử dụng cho đúng cái liều. Với cái viên thuốc mà tẩy dung nè, trị ve, bọ chét nè, những cái dạng thuốc mà trị ký sinh trùng này thì mình đừng có tăng liều cao quá, gấp 4 hoặc 5 lần không nên, chỉ nên gấp 2 lần thôi.